Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo tàng tại các tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3809 đề nghị các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động bảo tàng để đáp ứng xu thế hiện nay. Nắm bắt yêu cầu đó, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xác định đây là một bước tiến quan trọng để vừa làm tốt công tác bảo tồn di sản, vừa đem lại những thay đổi tích cực trong việc quảng bá di sản văn hóa đến với công chúng. Từ đầu năm 2019, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng đã triển khai loại hình thuyết minh tự động, audio guide, thực hiện bằng công nghệ quét mã QR code, trang bị hệ thống Wi-Fi băng tần mạnh, cơ sở dữ liệu được lưu trữ và phát trực tiếp 24/24 trên máy chủ đặt tại bảo tàng. Với một chiếc điện thoại di động thông minh, du khách dễ dàng truy cập để nghe hoặc đọc nội dung thuyết minh trên từng hiện vật. Nội dung thuyết minh bước đầu được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và thu âm 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp với giọng đọc của chính người bản địa. Không chỉ vậy, để tăng tính độc lập trong hoạt động trải nghiệm của du khách, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm còn bố trí các kiosk thông tin. Với mỗi chiếc kiosk như thế này, khách tham quan có thể tự khám phá các mẫu hiện vật ở nhiều góc độ khác nhau bằng các thao tác đơn giản trên màn hình. Tôi nghĩ trong cái thời đại công nghệ phát triển ngày nay thì cái việc ứng dụng các phần mềm phát triển như là audio guide hay là kiosk thông tin là một điểm cộng rất lớn cho bảo tàng. Bởi vì ví dụ như audio guide chỉ bằng một cái smartphone như thế này thì tôi có thể truy cập được những cái hình ảnh, nghe những cái đoạn thuyết minh, chủ động hơn trong việc tìm hiểu các thông tin bên cạnh cái việc yêu cầu thuyết minh trực tiếp. Bảo tàng Điêu Khắc Chăm cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai ứng dụng công nghệ quản lý, truy xuất thông tin hiện vật nhanh, trực tiếp từ hệ thống mã QR. Nếu như với cách làm truyền thống, việc tra cứu bắt buộc người dùng phải mở hồ sơ giấy để đối chiếu hoặc thông qua hệ thống lưu trữ ở máy tính cố định gây mất nhiều thời gian, thì với hệ thống mã QR định danh cho từng hiện vật, thông tin được số hóa đồng bộ, liên kết với nhau nên việc tìm kiếm truy xuất cũng thuận tiện hơn. Lâu nay thì bảo tàng quản lý hiện vật thông qua thủ công theo nghiệp vụ chuyên môn của bảo tàng học, tức là mỗi cái hiện vật đều có một cái mã kiểm kê, và muốn tìm cái thông tin của cái hiện vật đó thì thông qua mã kiểm kê đó thì nhân viên kiểm kê phải lên trên phòng lục hồ sơ ra, hồ sơ giấy hoặc là trên máy tính mới tìm được cái thông tin của cái hiện vật đó nên chúng ta mới biết. Còn hiện nay thông qua cái mã QR đó thì chúng ta chỉ dùng máy điện thoại thông minh thì chúng ta sẽ quét qua Google hoặc là Zalo thì chúng ta cái thông tin của hiện vật nó sẽ hiện lên cho chúng ta ngay, có những cái tên gọi này, xuất xứ này, niên đại, màu sắc, là kích thước, trọng lượng chẳng hạn, là thông tin của hiện vật sẽ hiện lên ngay và chúng ta sẽ nắm được ngay tại kho, chúng ta không phải lên phòng để tìm hồ sơ đó nữa. Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu được các bảo tàng nắm bắt và chủ động thực hiện ở các mức độ khác nhau. Với định hướng phát triển của thành phố, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng luôn xác định việc ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cầu nối quan trọng để đưa các hiện vật lịch sử đến gần hơn với công chúng, đóng góp tích cực vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đưa di sản văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của thành phố Đà Nẵng.